giải phóng quân về thăm sớm nhỏ lắm, để nhớ ngày ngày nào sống bơm bò còn mịt mờ trong khói lửa người bơm bò sông chưa muôn đời. Chưa ra luôn. Nhớ là ra cái này đã ra là giờ kêu thiệt nha. Bụi gì ra cái bụi gì ra cái bụi gì ra bụi gì ra cái bụi gì ra cái bụi gì ra cái bụi gì đi bụi gì ra bụi gì ra. Sự công bằng đến với tất cả các bác anh chị mình vì đây là vòng đội đặc biệt. Và sau khi mà hỗ trợ xong thì chúng ta được nhận thêm đó là hai vé cho vòng đội sau, chúng ta giờ số miễn phí nha. Rồi em xin mời hai vị khán giả. Rồi em mời bạn bước lên giùm Quyền nha. Còn bên đây rồi mời chị bước lên đây giùm em luôn, một người nhìn bên phía hiệu và một người qua bên kia nhìn bảng số giùm cho em. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại vòng loại là 10.000. Và đêm nay với chủ đề tuổi thanh xuân. Rồi chị đứng bên đây nha. Khi mà Quyền đọc bản ký hiệu, chị nhìn vô đây, chị gật đầu là đúng báo giùm cho em nha. Em đọc sai chị la lên nha. Đâu rồi, chúng chắc là đọc giải đâu rồi ạ? À? Trời ơi, trời, anh chị ơi khoan nha, vòng loại đặc biệt đâu rồi ạ? Chưa có kinh nha, đừng có xé mà hãy xé. Trời ơi xanh. Chết rồi anh ơi. Chết rồi, bây giờ chúng ta dò số lại, chưa có may mắn đọc giải nha. Chờ tiếp. Con 14, ưu đó luôn dùm cho em. Con 14, ở dưới con 14. Con 14, con 14, con 14. Con 14, con 14, con 14, con 14. Con 14, con 14, con 14. Con gì đã ta gì đây, ôi thương quá. Ôi thương quá, ôi thương quá, ôi thương quá. Tiếng thương là gì đã ta gì đã. Đọc giải vòng loại đặc biệt, chúng ta mạnh dạn bước lên đây. Và em đã mời hai vị chủ nhân có sẵn ở đây rồi, chúng ta cùng nhau hỗ trợ. Và tiếp tục vẫn là 10.000 đồng, chúng ta còn một vòng loại đặc biệt nữa nha anh chị nha. Rồi tí xíu nữa chúng ta gặp gỡ cho luôn cùng với một số thành viên còn lại của đoàn. Vì hôm nay đoàn có 4 cái sự kiện, một là ở Xem Đồng Nai, hai là Ion đối diện với Ion, đó là Lễ Hội Ánh Sáng. Và một cái điểm nữa là Long Thành, và một cái điểm nữa là tại Siêu Tích Du, nên phải chia tất cả những thành viên ra để được phục vụ khắp mọi nơi cho khán giả mình được biết. Chị ơi hỗ trợ giùm em nha. Và cái một lời đặc biệt ở chị bên kia giới thiệu tên giùm em luôn nè. Tên gì nè? Dạ em tên là Thu. Rồi Thu hỗ trợ cho Quyền nha. Ký hiệu là 208 và có trên bảng đèn con số vừa kêu 22. Có. 47. Có. 19. Có. Số 7. Dạ có. Chúc mừng chị, chủ nhân đầu tiên đã hợp lệ chủ nhân thứ hai không. Ký hiệu là 215. Có. Con số vừa kêu là con số 22. Dạ có. 47. Dạ có. 19. Dạ có. Số 7. Dạ có. Chủ nhân thứ 3 0216 hợp lệ 22. Dạ 47, 19 và số 7 y chang. Rồi chủ nhân thứ 4 nè. Ký hiệu là 213. Có trên bảng đèn 22, 47, 19 và số 7 y chang. Rồi cảm ơn chị nha. Chị qua bên kia nhận giùm em hai vé. Thu ơi qua bên kia nhận giùm Quyền hai vé nha. Và đây là vòng loại đặc biệt, chúng ta nhận qua tặng phẩm trước mắt là một con gấu nhỏ để lấy lại vốn. Lai bỏ hết tâm vô giùm chị hết luôn. Rồi Cường ơi qua bên kia giùm chị trước mắt ấy kia đi em. Một cái phiếu với một cái phần gấu. Rồi bây giờ bỏ banh hết vô và mọi người qua bên kia, Lai sẽ quay đều cái lồng cầu đó ra.
sẽ bắt đầu bốc, mọi người bốc dùm một con và ai số lớn nhất chúng ta được nhận qua một cái điện thoại nha, và ai giải nhì thì chúng ta được nhận qua một cái con gấu to của thẩm mỹ viện Đại Hàn của nhà tài trợ. Rồi anh ơi, anh bước qua bên kim đài nhận giùm em nha, giấu lại đó, ai sẽ là người đi không về có đây, bắt đầu. Chị gái qua bên kia giùm em à. Rồi xong rồi, anh trai bước qua bên đây, bước qua đây luôn. Ai xong rồi qua bên đây giùm em đó. Ai sẽ là người may mắn nhận qua chiếc điện thoại đầu tiên Samsung M10? Rồi một chị gái. Bà số 1, bà để số, bà đi về luôn. 32, 32, 46, mời số 32 đi về. 31, 31 về luôn. 32 ở lại, 46 ở lại, 46 là người chiến thắng, 32 nhận con gấu to. Rồi bây giờ 46 bỏ cái gấu này xuống nha. Rồi bây giờ cho chị hỏi em ở đâu, tên gì? Trời, hai đứa này sao đó. Kiếp trước nó định rồi mà tại sao trời nó hái này sao đó. Lại em sao vậy á, mình có tuổi rồi đấy nha cưng. Rồi em tên gì, ở đâu nè? Em tên Thúy ở quận Tư. Thúy ở quận Tư, đến với Sài Gòn Tân Thời bao nhiêu lần rồi? Trời đất ơi, lần đầu tiên nhận điện thoại. Rồi nhớ nha, ngủ bạn bè đến với đoàn của tôi Sài Gòn Tân Thời. Lại ơi, còn chần chờ gì nữa, trao điện thoại đi em. Không có giao đàng hoàng em. Rồi chụp bể đó. Rồi cảm ơn chị đó. Chiếc điện thoại em mà vừa trong đây có thông tin tất cả mọi thứ, em nhớ bảo hành đến cái chỗ đó giùm chị nha. Cảm ơn em. Rồi nhớ ủng hộ vé phòng lại sau cho chị nha. Rồi cảm ơn em. Dạ gấu có điện thoại không, là mình lấy điện thoại, là mình lấy gấu. Rồi lấy điện thoại về đi cưng. Rồi bây giờ trong loại 10.000 đồng anh chị mình nhớ ủng hộ vé, và ngay từ bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị dò số.